thứ hai quý vị chơi game nha. Yeah. Đây, chuẩn bị cho em. Cái này là nước dầu mè ha. Trời ơi, cái gì vậy anh Thảo? Cái này là nước mắm ớt ha. À. Cái này anh không biết cái gì luôn. Trời ơi, cái gì vậy? Cái này là chắc chắn biết luôn. Cái này là mắm ruốc nha, nó hôi rình nè. Mà chết rồi. Nếu chọn em muốn chọn mắm ruốc là em chơi nguyên cục miệng thôi. Còn này tiêu. Đó, nếu em muốn chọn, em thích tiêu, em chọn tiêu, em hút nguyên chén tiêu vô miệng thôi. Em run lắm luôn anh Thảo. Đâu có gì đâu. Ủa, anh đâu có bắt em ăn. Ủa, đâu. Cái chương trình của anh là tất cả các ca sĩ cũng đều vậy hết à? Dạ không có, chỉ có mình em anh chọn thôi à. Khi anh đặt câu hỏi mà em trả lời được là anh phải ăn món. Còn nếu mà em trả lời không được, em chọn món ăn thì em ăn. Em hỏi anh, nếu anh trả lời được là em phải ăn một món. Anh không trả lời được là anh ăn. Dạ. Rồi, ok. Trời ơi, kỳ quá. Bây giờ em hỏi anh, nếu mà anh trả lời không được là anh chọn con đường ăn. Anh biết là cái tim nãy giờ nó đập bình. Ok, rồi, rồi bây giờ em hỏi anh đi. Có bao giờ anh thích đàn ông không? Rất là honest. Đưa tay lên trả lời đàng hoàng. Nếu nói thích theo cái nghĩa là mình ái mộ, thí dụ một người đó hát hay hay có tài năng, hay là cái người đó có cái gì đặc biệt mà mình cảm phục họ, thích. Còn trong vấn đề trai gái hay tình yêu đôi lứa, vấn đề tính dục thì không thích, tại vì anh là man, I'm a real man. Câu trả lời xong, mời em ăn món. Ủa, cho em thua hả? Dạ đúng vậy. Bất cứ món nào tùy em chọn, mắm ruốc nè cưng. Không, củ hành nè cưng. Nước mắm nè. Không ăn cũng phải ăn cưng. Trả lời rồi, củ tỏi nè. Có cái muỗng nè cưng. Thôi em húp xì dầu đi. Xì dầu đó. Hửi coi cái nào xì dầu. Anh đâu lại anh ơi. Hửi coi cái đó phải không mà nước mắm á. Xì dầu. Xì dầu. Hết luôn hả? Hết nha cưng. Có cần muỗng không? Không. Thưởng thức nó ngang cân chứ không có ực cái vô như uống bia nha. Ủa vậy nhắm môi chút xíu thôi. Nó uống hết, phải hết lần một. Cho em uống nước đi. Cái gì? Cho em nước lạnh. Lãng tai không nghe. Cho em miếng nước. Nói lớn quá, nó chát quá, không nghe vừa vừa thôi. Cho em miếng nước đi anh, please. Em làm cho em lại em. Cái nước thì anh đưa làm dữ gì? Đâu phải anh không anh được em. Anh cho em miếng nước. Cho em miếng nước đi anh, nó mặn Nhung. Quá. Nhung. Anh đưa cho em mà em làm riết anh ơi, hết biết cái gì luôn. Thì anh đưa cho em đi. Anh đưa nè, nhưng mà em làm gì vậy? Em đừng nói anh đưa. Để... Anh đã nói đừng nói đưa nè. Rồi. Dạ em cảm ơn. Rồi bây giờ anh hỏi em hay em hỏi anh? Mình còn mấy câu hỏi nữa. Dạ hỏi hết này thôi.